Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ trao đổi với các bạn một cái mảng trong cái phần tim mạch can thiệp. Và có lẽ các bạn trong thời gian gần đây, nếu mà bạn nào đi tham gia giao ban đầy đủ thì có lẽ chúng ta biết là cái bệnh lý động mạch chủ của chúng ta ở đây ngày càng nhiều lên và cái mức độ khó nó ngày càng khó. Cách đây độ khoảng 2 tiếng thì chắc các bạn cũng đã được nghe bác sĩ Thận trình bày về cách đọc phim MSCT trong bệnh lý động mạch chủ rồi đúng không nhỉ? Sau bài đấy thì các bạn đã nắm được cái tinh thần, đã nắm được cái cách đọc một cái phim MSCT của động mạch chủ chưa? Các bạn? Hay là sau bài đấy xong thì các bạn ngủ xong rồi các bạn quên mất rồi? Tại sao cái bệnh lý động mạch chủ nó lại quan trọng đến như vậy? Bởi chúng ta biết là cái động mạch chủ đối với cả cơ thể chúng ta vô cùng quan trọng, đúng không nhỉ? Đây là lý do tại sao nó quan trọng này. Đây là cái động mạch chủ, chúng ta ví nó như một cái đường đua công thức 1 đang xây dựng ở Mỹ Đình ấy. Thì trong đó một cái dòng máu nó sẽ được tưới cho gì? Cho đầu, cho cái tay của chúng ta. Và xuống phía dưới là cho các cái tổ chức tạng ở trong ổ bụng và hai chi dưới. Nó chi phối toàn bộ các cái hoạt động của cơ thể chúng ta. Do đó đấy là cái vai trò quan trọng của cái động mạch chủ. Do đó tất cả các cái bệnh lý liên quan đến động mạch chủ nó đều có thể ảnh hưởng đến toàn thân của chúng ta ở bất kỳ một đoạn nào. Và ngày trước kia ấy, tôi nhớ khi mà nói đến bệnh lý động mạch chủ thì tôi luôn nhớ đến cái hồi tôi học Y3, là cái hồi tôi đi học trực ở bệnh viện Việt Đức. Khi đó có một cái ca cấp cứu về phình tách động mạch chủ cấp, nguy cơ dọa vỡ. Thì các bác cái sau khi chẩn đoán xong, sau khi chụp cái phim MSCT xong thì các bác than trời và kêu rằng bệnh này thì chữa làm sao được. Thì đó là một trong những cái dấu ấn rất là quan trọng trong cái cuộc đời sinh viên của tôi. Và tôi nghĩ là đối với các bạn cũng sẽ tương tự như vậy. Khi mà gặp những vấn đề khi chúng ta còn là sinh viên, còn bó tay. Và cho đến bây giờ thì chúng ta đã có những bước tiến nhất định trong gì? Trong phẫu thuật là một, trong can thiệp là hai, và trong việc điều trị nội khoa đối với những bệnh lý động mạch chủ. Thì chúng ta biết rằng chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều. Cho đến bây giờ, trong vòng khoảng 2 tháng vừa rồi thì tôi nghĩ là cũng không dưới 40-50 ca can thiệp động mạch chủ đã được tiến hành ở tại viện chúng ta. Và có những cái hôm chúng tôi phải làm đến 4-5 ca cấp cứu. Thì như vậy, chúng ta thấy rằng bệnh lý của chúng ta ngày càng nhiều. Ngày hôm nay tôi được trình bày với các bạn về bệnh lý động mạch chủ và chủ yếu là các cái bệnh lý động mạch chủ cấp. Thì rất là vui lại được gặp các bạn trong ngày Valentine. Thì đúng là tôi biết là các bạn ngày hôm nay thì các bạn muốn đi chơi thôi. Trừ những cái nhân vật pha lâu năm thì cũng không muốn đi chơi lắm. Còn những cái phần lớn những người khác thì đều muốn đi chơi hoặc là ở nhà với vợ với con. Thì tôi xin nhắc lại một số các cái khái niệm cơ bản về giải phẫu động mạch chủ. Chúng ta biết động mạch chủ xuất phát từ gì ạ? Từ buồng tim trái và đem máu đi nuôi toàn bộ cơ thể từ phía đây là động mạch thân cánh tay đầu, đây là động mạch cảnh trung bên trái và đây là động mạch dưới đòn bên trái. Và xuống phía dưới chúng ta có thể nhìn thấy đây là động mạch thân tạ, động mạch bằng treo tràng trên, động mạch thận, động mạch bằng treo tràng dưới. Và suốt dọc cái chiều dài của động mạch chủ thì nó tách ra vô số các cái nhánh để nuôi cho gì ạ? Spinal cord tự. Và phân chia ra làm hai nhánh, động mạch chậu gốc, sau đó động mạch chậu ngoài, động mạch chậu trong, cả hai bên cân đối với nhau, tương tự là như vậy. Nhìn chung là cân đối. Và bất kỳ các cái bệnh lý ở phần đoạn động mạch chủ lên, động mạch quai hay động mạch chủ xuống hay tất cả các bệnh lý này đều ảnh hưởng đến toàn thân của chúng ta. Chúng ta biết là các cái bệnh lý về phình tách động mạch chủ, viêm loét động mạch chủ vân vân thì nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh hoạt của bệnh nhân. Và đây là một cái lược đồ cơ bản về các cái nhánh nuôi của động mạch chủ. Thì cái này chúng ta chỉ cần search trên mạng một cái thì nó ra hết, chả có gì giấu giếm được các bạn cả trong cái thời buổi thế giới phẳng như thế này. Vậy thì cấu tạo của động mạch chủ thì chắc ít nhiều chúng ta cũng nhớ lại nhau một chút về giải phẫu học, đúng không nhỉ? Thì động mạch chủ gồm có 3 lớp. Thứ nhất là lớp áo trong, là lớp phủ bên trong lòng động mạch. Lớp áo giữa là chủ yếu là cái sợi chun và sợi cơ. Thì đây chính là cái lớp áo vô cùng quan trọng để đảm bảo cho tính đàn hồi của động mạch chủ. Và lớp áo ngoài chủ yếu là các cái mô sơ, nó đảm bảo cho cái động mạch chủ rất là dai. Và khi các bạn, chắc ở đây ít nhiều các bạn cũng đã ăn thịt cái con người ta gọi là con lợn, và ngày nó càng đắt lên đúng không? Thì chúng ta biết từ cái cuống tim, chính là cái động mạch chủ đấy, chúng ta thấy nó rất là dai. Thì đấy là do hai cái lớp áo, là lớp áo ngoài và lớp áo giữa. Lớp áo giữa thì sẽ đảm bảo tính đàn hồi, và lớp áo ngoài
là Moser làm cho cái động mạch chủ rất dai. Và về cơ bản, nếu như một cái cấu trúc động mạch chủ bình thường như chúng ta đây, thì bản thân cái động mạch chủ rất khó bị tổn thương bởi bất kỳ một cái tác động nào. Vì sao? Bởi vì động mạch luôn luôn được, nếu như các bạn nhớ một chút về giải phẫu từ hồi Y1 hoặc là về sinh lý, thì chúng ta biết động mạch luôn 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 được bảo vệ ở phía gì ạ? Phía trong của cơ thể. Chúng ta biết, chúng ta gập tay vào thì động mạch bao giờ cũng ở phía trong. Chứ nếu ở phía ngoài thì khi bị tổn thương bởi tất cả các ngoại lực nó đều có thể bị tổn thương. Do nó ở phía trong nên được bảo vệ rất là tốt. Và đây là các cái lớp mà chúng ta thấy ạ, đây là một cái động mạch chủ, thì đây là lớp áo trong, lớp áo giữa và đây là lớp áo ngoài. Và đây là cấu trúc vi thể, thì chúng ta nhắc lại với nhau một chút thôi. Đây là lớp nội mạc, và chúng ta thấy đối với động mạch thì cái lớp áo giữa rất là dày bởi vì các cái mô cơ và các cái sợi chun, và lớp áo ngoài là chủ yếu là các cái mô sơ đảm bảo cái tính dai của động mạch chủ. Thì đây là cái cấu trúc của cái động mạch chủ lên. Chúng ta thấy cấu trúc của cái phần động mạch chủ ở đoạn ngực, thì chúng ta thấy ở đây là đoạn động mạch chủ lên ạ, đúng không ạ? Nó bắt đầu từ cái van động mạch chủ và nó xuống đi lên phía trên, và đoạn này nằm ở trong cái lên nằm trong ngực của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta phần này, nếu bạn nào ở đây đã từng đi phụ ngoại khoa rồi ạ, raise your hand. Chưa ai đi C8 à? Tối thiểu các bạn cũng phải có một vài bạn đi rồi chứ, đúng không ạ? Thì chúng ta biết là cái phần này là cái phần khi mà chúng ta bộc lộ ra một cái ngực ấy, thì chúng ta sẽ thấy ngay một phần là thất trái, ngay cửa giữa này một phần là thất trái và một phần của động mạch chủ lên, thì đó chính là cái phần động mạch chúng ta quan sát được. Nếu như chúng ta để ý một chút, và thông thường chúng ta sẽ không vào phụ chính, cho nên là chúng ta chỉ quan sát được bên ngoài thôi. Thứ hai là phần quai động mạch chủ, chính là phần này, chính là cái nơi xuất phát của các cái nhánh động mạch nuôi ở trên đầu. Và thứ ba là phần động mạch chủ xuống, chính là cái phần này. Thì đây là liên quan của động mạch chủ ở phía trước. Thì chúng ta thấy động mạch chủ ở phía trên thì có ba nhánh. Thực ra là ở phía dưới thì có gì ạ? Đây là động mạch chủ đấy ạ. Phía dưới thì có gì ạ? Động mạch phổi này, rồi các cái động mạch nuôi của các cái nhánh ở ngực, chúng ta có thể nắm qua một chút về giải phẫu thôi. Và đây là xuống phía động mạch chủ bụng, thì chúng ta thấy động mạch chủ, các bạn có nhìn được không? Trên này của tôi rất là nét, tôi không hiểu chiếu này. Cái màn hình này kém quá. Bạn nào có thể lên đây nhìn nó rất là nét. Thì chúng ta thấy có thể thấy các cái nhánh xuất phát của động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng được đánh giá bắt đầu từ cái đoạn chui qua lỗ hoành của động mạch chủ. Đây ạ, đây là cái lỗ hoành đấy ạ. Của động mạch chủ, và nó bắt đầu, đây là động mạch gì ạ? Động mạch thân tạng, quá giỏi. Đây là động mạch gì ạ? Màng treo chẳng trên. Và hai cái động mạch này tôi nói bạn, nếu mà tắc, đặc biệt là động mạch màng treo chẳng trên, nếu mà tắc họ lại bị tách lóc vào gây hẹp cái lòng mạch, thì cái việc tưới máu cho toàn bộ cái khu ruột trong ổ bụng này nó sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Và phần lớn những cái ca tắc động mạch màng treo chẳng trên, thì nếu như bạn nào cũng có tham khảo một chút thì các bạn biết rằng tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân này là bao nhiêu phần trăm ạ? Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới lẫn Tổ chức Y tế Việt Nam ấy, thì toàn bộ những cái ca tách động mạch màng treo chẳng trên này, tỷ lệ tử vong là 100%, dù các bạn có được không phải dù các bạn, mà là dù bệnh nhân có được tái tưới máu hay mổ hay làm bất kỳ cái thủ thuật gì, thì tỷ lệ tử vong hiện tại là 100%, trừ khi là bán tắc hoặc hẹp hoặc gì cả, còn tắc là chết 100%, bởi vì nó không có một cái vòng nối nào khác, hoặc là có vòng nối là động mạch màng treo chẳng dưới này, tuy nhiên nó rất là nhỏ và nó không đảm bảo tưới máu cho 9 mét ruột của chúng ta. Và động mạch thận hai bên và động mạch màng treo chẳng dưới, và đây là ngã ba chủ chậu. Khi mà giao ban các bạn rất hay nhắc đến cái chuyện là lóc từ đâu đến ngã ba chủ chậu, nghe rất là oai, nhưng bản thân nó là cái gì? Đoạn cuối cùng của động mạch chủ bụng và chia ra là hai nhánh động mạch chậu gốc. Vậy thì vai trò của động mạch chủ là gì? Vai trò của động mạch chủ là đưa máu đi nuôi toàn bộ cơ thể, nhưng vai trò thứ hai đó là nó tạo nên cái huyết áp của chúng ta. Đây, máu chảy trong thành động mạch chủ với cái áp suất gọi là huyết áp. Huyết áp đảm sân là áp suất của máu ở trong lòng động mạch chủ. Thì cái phần này tôi sẽ đi qua nhanh thôi, chúng ta sẽ tập trung vào cái phần quan trọng hơn. Em bỏ qua nhỉ?
Và chúng ta phải chú ý một chút, đó là biến đổi sinh lý của huyết áp động mạch. Thì chúng ta biết rồi, khi chúng ta học về các yếu tố nguy cơ của tim mạch, chúng ta biết huyết áp sẽ thay đổi theo tuổi, càng cao huyết áp càng cao. Bây giờ chúng ta nghiên cứu thêm một cái vấn đề từ năm 2019 người ta đưa ra, đó là cái tình trạng xơ cứng của động mạch. Ngoài tình trạng xơ vữa ra thì còn tình trạng xơ cứng của động mạch ở người cao tuổi nữa. Do đó cái tuổi nó ảnh hưởng rất nhiều đến huyết áp, giới cũng như là cái tình trạng cơ thể, các cái bệnh lý kèm theo của cơ thể. Thứ hai là ở nam, sinh ra trên đời làm đàn ông đã khổ hơn rồi, ở nam bao giờ cũng là một cái yếu tố nguy cơ đối với cả tim mạch hơn là nữ giới. Cái chế độ ăn, ăn mặn làm tăng huyết áp. Dân Việt Nam chúng ta ăn rất mặn, ăn trung bình mặn gấp khoảng 1,5 lần thế giới. Do đó cái tỷ lệ tăng huyết áp của chúng ta cao cũng không bất ngờ gì cả. Và nếu các bạn đã theo dõi chương trình tăng huyết áp chúng ta biết rồi đấy, trên 60 tuổi 60% bị tăng huyết áp, trên 70 tuổi 70% dân ta bị tăng huyết áp. Như vậy là con số rất khủng khiếp và là một gánh nặng thực sự đối với chúng ta. Và cái việc kiểm soát huyết áp không tốt nó đem lại cái gánh nặng rất lớn cho cái bài học ngày hôm nay, đó là các bệnh lý của động mạch chủ hôm nay chúng ta sẽ học. Vận động thể lực cũng có thể làm cho tăng huyết áp, bởi vì khi mà chúng ta chạy hai vòng quanh bệnh viện này chắc chắn huyết áp chúng ta sẽ tăng, đó là phản xạ hết sức bình thường của cơ thể. Vậy thì các cái bệnh lý động mạch chủ cấp hay gặp ở chúng ta là gì? Tôi sẽ cho các bạn một số các cái trao đổi với các bạn một số các cái khái niệm để chúng ta biết xem là hãy ở đây chúng ta đang gặp vấn đề gì. Có một số các cái bệnh lý hay gặp như sau. Thứ nhất là tách hành động mạch chủ. Thứ hai là phình động mạch chủ. Đôi khi chúng ta nhầm phình với tách. Khi bệnh nhân tách hành động mạch chủ có thể có phình, nhưng khi bệnh nhân có phình động mạch chủ chưa chắc đã có tách. Đó, các bạn đừng nhầm hai khái niệm này với nhau. Tách hành có nghĩa là các cái lớp của động mạch chủ nó bị tách ra, còn phình là tất cả các lớp của động mạch chủ nó đều bị giãn ra với một cái kích thước nào đó. Bao nhiêu thì gọi là phình, thế nào thì gọi là tách, chúng ta đều phải có một cái định nghĩa rõ ràng. Thứ hai là bệnh lý động mạch chủ do xơ vữa, hẹp động mạch chủ bẩm sinh, đây là câu chuyện của ngoại khoa rồi. Các bác sĩ nội khoa chúng ta gần như không can thiệp gì được trong những trường hợp này cả. Và chấn thương động mạch chủ, cách đây độ khoảng 2 năm chúng tôi cũng đã gặp một cái ca chấn thương động mạch chủ rất là đáng tiếc, là một thanh niên 21 tuổi chấn thương động mạch chủ, dập quai động mạch chủ, tạo ra một cái dạ phình. Khi mà làm can thiệp thì bệnh nhân này không qua được bởi vì bác sĩ ngoại khoa người ta không đồng ý mổ. Tôi sẽ cho các bạn xem và các bạn sẽ xem đây là gì. Chắc là buổi trưa nay các bạn đã được review một lần rồi thì các bạn đây là gì? Và bạn nào mạnh dạn đứng dậy xem đây là cái gì để tôi xem là bài học của bác sĩ Thận sáng nay có đạt hiệu quả cao không nào? Hay là sau bữa trưa rồi mọi thứ cũng đều trôi xuống dạ dày hết rồi? Đây là gì? Ô, đây hình ảnh sau khi học xong đấy, bài tập về nhà. Đây là gì? Chạy nhanh quá à? Tôi không biết làm nào chạy chậm đi đâu. Đây là tách thành động mạch chủ đúng không ạ? Rất giỏi. Tất nhiên tôi cũng có cách để làm cho nó chậm đi, nhưng mà nó ở trong cái hệ thống khác, nó không chiếu lên đây được. Do đó ở đây chúng ta ấy, đây là một hình ảnh tách thành động mạch chủ. Đã, tách thành động mạch chủ ngực thì nó sẽ đầy đủ hơn, bởi vì chúng ta thấy ở đây, xin lỗi. Như vậy tách thành động mạch chủ là gì? Thì không rõ buổi sáng hôm nay các bạn đã được trao đổi đến đâu rồi. Thì chúng ta hãy định nghĩa của nó là gì? Là tổn thương cái lớp áo giữa, là cái lớp collagen và elastin này. Thứ hai là có rách cái lớp nội mạc mạch, khiến cho dòng máu nó chảy vào cái khoảng giữa lớp nội mạc và lớp áo giữa. Và thứ ba là dòng máu nó không chỉ dừng lại ở đấy, nó đục thủng ở đấy. Nó không chỉ dừng lại ở đấy mà nó lóc xuống phía dưới hoặc là lóc lên phía trên. Đúng không ạ? Tức là từ một cái điểm rách nó có thể lóc. Ví dụ bạn này mở cửa này, đấy, bạn có thể đi ngược hoặc bạn đi xuôi thì nó cũng đều là tách thành động mạch chủ hết. Đúng không ạ? Đây có thể coi là một cái entry tear thì chúng ta đều thấy đúng không ạ? Và cái điểm rách này người ta gọi là entry tear của cái tách thành động mạch chủ. Thì khi khi mà cái dòng máu nó chảy và nó gây ra lóc xuống phía dưới hoặc lóc phía trên thì nó tạo ra hai cái lòng mà giáo sư Hùng rất hay bắt các bạn phải phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Thì người ta đấy ạ, đây là lòng thật gọi là true lumen và lòng giả là false lumen. Thì đó là cái mà các bạn sẽ phải học cách đọc. Vậy thì tôi sẽ quay lại cái phim vừa rồi, chúng ta sẽ xem đâu là lòng thật và đâu là lòng giả.
Nào, thực hành luôn cái bài hôm nay bác sĩ Thận báo cáo. Ai lên chỉ cho tôi đâu là lòng thật, đâu là lòng giả. Tôi sẽ dừng lại cho các bạn. Đoạn này đi. À không, đoạn này đi. Rồi, ai lên ạ? Ai mạnh dạn? Không ai ăn thịt các bạn cả. Đây là một bài test. Nào các thanh niên, các bạn ở đây là lớp nào nhỉ? Chuyên khoa 2 đúng không? Có chuyên khoa 1 không nhỉ? Chưa có chuyên khoa 1. Nội trú, cao học. Có cả lớp trưởng lớp cao học 28. Đâu ạ? Ở đây có lớp cao học 28 không? À con xin lỗi, 28 chưa đi học ạ. Lớp trưởng lớp cao học 27. À thế là bạn ấy hôm nay không đi học đúng không? Lớp tim mạch can thiệp này được vắng bao nhiêu buổi hả các bạn? Không sao, các bạn có thể không đến lớp, không vấn đề gì, các bạn có thể ở nhà nghe livestream vân vân, tùy các bạn. Đảm bảo là các bạn học giỏi là được rồi, chứ tôi không bắt các bạn phải ở đây. Nhưng mà nếu mà nhỡ tôi điểm danh các bạn không ở đây thì các bạn có thể không được thi. Thì các bạn sẽ không được thể hiện cái phần giỏi giang của mình đâu. Nào, một bạn có thể đứng lên và cho tôi biết. Cái này không có gì các bạn phải ngại cả. Đâu là lòng thật, đâu là lòng giả? Bởi vì chúng ta đang đi học, chúng ta được quyền sai. Chúng ta sai thì chúng ta sẽ bị điểm kém và bị phạt, thế thôi chứ không bị làm sao cả. Đúng không ạ? Thế thì mời lớp trưởng lớp nội trú 43, 44 đã học chưa ạ? 44 chưa học. Nào, lớp trưởng lớp nội trú 43. Cũng vắng luôn. Thế lớp trưởng lớp chuyên khoa 2. Chuyên khoa 2 bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? Cũng lại vắng luôn. Thế thì lớp trưởng lớp phó đâu? Thế thì cái bạn nào được học nhiều nhất trong cái khóa, trong cái course từ Tết đến giờ về động mạch chủ, đó là bạn Linh. Bác sĩ nội trú khoa 43 đâu rồi? À là cái dòng máu chảy ra ngoài này à? Thế thì bây giờ bạn nào nhỉ? Không ai mạnh dạn giơ tay à? Thôi không ai mạnh dạn giơ tay thì thôi, tôi tự trình bày vậy. Không sao cả. Chúng ta thấy ở đây là một cái tách thành động mạch chủ, và đặc biệt nữa nó không phải là chỉ tách không, chúng ta có nhìn thấy cái gì đây không ạ? Đấy là cái gì ạ? Đấy là máu ạ. Đây là tách thành động mạch chủ tiếp B, có vỡ vào màng phổi. Bên gì ạ? Bên phải, bên trái? Bên trái. Và bản thân chúng ta nhìn thấy ở đây thế này thì không thể nhìn rõ được rồi. Ở đây là cái điểm rách, người ta gọi là lỗ vào hay còn gọi là entry tear của cái tổn thương tách thành động mạch chủ này. Thì trên này tôi nhìn rất rõ nhưng không hiểu thế này thì các bạn thật là thiệt thòi khi mà... Bởi vì khi mà đọc những cái phim này, cái contrast rất quan trọng, và thứ hai là cái độ nét của cái chất lượng phim rất quan trọng. Ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ? Cái lòng giả nó được huyết khối rất là nhiều và nó ép gần như hoàn toàn lòng thật bẹp dí dị. Đúng không ạ? Nếu chúng ta nhìn ở đây là cái lòng thật tưới máu cho động mạch thật. Bên phải này gần như là gọi là bằng 1/10 của cái động mạch. Do đó đây là một trong những cái biến chứng. Và thứ hai là động mạch thận bên trái gần như không được tưới máu. Còn không được tưới máu do nó tắc cái động mạch thận trái do huyết khối, hay là bản thân cái lòng giả nó ép làm cho cái dòng tưới máu của động mạch thận trái không thấy đâu cả, thì nó là tắc động học hay tắc cơ học. Thì khi đó chúng ta thấy là chúng ta chỉ có thể kết luận là động mạch thận trái, mạch thận trái không được tưới máu. Thì chúng ta không nên phát biểu như ở trên giao ban là gì ạ? Động mạch thận trái xuất phát từ lòng giả. Đấy, chúng ta rất ngây thơ là chúng thấy không thấy tưới máu thì bảo là xuất phát từ lòng giả. Xin lỗi, không phải. Tất cả đều xuất phát từ lòng thật hết. Nhưng nó bị huyết khối nó tắc, hay là nó bị bản thân cái áp lực của cái nội mạc thì nó đè lên, và nó có cái cơ chế gây tắc do đè lên. Đơn giản là cái đấy rất dễ để tìm hiểu, nó là nguyên tắc vật lý thôi. Như vậy, qua đây chúng ta có thể hiểu thì cái cơ chế gây tách lóc của cái thành động mạch chủ gây ra cái bệnh lý là tách thành động mạch chủ. Đây ạ, nếu hình vẽ này thì nó sẽ rõ ràng hơn, đâu là lòng thật, đâu là lòng giả. Nếu bạn nào, thực ra nếu mà trên hình này chúng ta có thể thấy là nếu như ai giỏi tiếng Anh biết ngay đâu là lòng thật, đâu là lòng giả, không cần biết cơ chế, đúng không ạ? Bởi vì đây bản thân là động mạch chủ, và khi nó có tổn thương thì nó gây ra lóc vào đây. Vậy thì ở trên này chúng ta khá là khó để đánh giá được đâu là lòng thật, đâu là lòng giả. Nhưng trên này người ta có chú thích là
đây là lòng thật và đây là lòng giả. Do đó chúng ta rất dễ để phân biệt, đúng không ạ? Thì nó sẽ có một điểm rách ở đây gọi là điểm entry tier. Nhưng ở trên dọc đường chạy đi của cái nội mạc này, chúng ta sẽ thấy vô số các cái điểm rách nho nhỏ, người ta gọi là re-entry. Bởi vì nếu như không có những cái re-entry đó, thì xin nói với các bạn luôn, một cái dòng máu với áp lực vô cùng lớn nó liên tục chảy vào lòng giả này thì không có một cái lòng giả nào có thể chứa mãi được, đúng không ạ? Không bao giờ có thể dồn nén mãi được, và nó sẽ bị gì ạ? Vỡ. Vỡ, có thể vỡ được các tạng tác khác bao cạnh, bao quanh lại, thì bệnh nhân có thể là chưa vỡ hẳn. Nhưng khi đã vỡ toang ra rồi thì chắc chắn bệnh nhân ấy tử vong. Và cách đây được một tuần thì chúng tôi cũng đã cứu được một ca, người ta vỡ ngay ở trên bàn can thiệp. Thì đấy là có lẽ là trong cái lịch sử chưa có cái ca nào như vậy cả. Thông thường vỡ gần tỷ lệ tử vong là 100%. Trên này chúng ta thấy đây là lòng thật và đây là lòng giả. Tại sao để phân biệt lòng thật với lòng giả ở những trường hợp này? Thì hôm nay các bạn xin mời một bạn đứng dậy cho tôi biết cái cách phân biệt lòng thật và lòng giả ở bệnh nhân tách hành động mạch chủ. Bạn Dũng có biết không? Có cái đĩa, thế bây giờ bạn không có cái đĩa, bạn hãy nói cho tôi biết về mặt học thuật. Lòng thật thường nhỏ lòng giả. Thông thường thôi đúng không? Chứ không phải liên tục luôn luôn đúng không? Vô hóa ở đâu bạn? Ở trong lòng thật. Gì nữa? Ok, cảm ơn bạn Dũng. Bạn Dũng đã nói gần như là hết được tất cả các cái ý rồi, đúng không ạ? Trên này chúng ta có thể thấy đây là cái động mạch chủ và đây là cái lòng thật, đúng không ạ? Lòng thật đây và lòng giả với kích thước cực kỳ lớn, nó ép cho cái lòng thật nó bẹp lại. Và lòng giả đã được huyết khối hoàn toàn. Thứ hai là một trong những cái điểm rất quan trọng mà chúng ta phải có cái đĩa, như bạn Dũng nói ấy, đó là gì? Chúng ta đánh giá được cái mức độ liên tục của cái lòng mà chúng ta đang theo dõi nghi là lòng thật với cái xuất phát của động mạch chủ. Ở đây chỗ này rất là khó để cho các bạn xem, chúng ta có thể theo dõi trên này ạ. Đây ạ, đây động mạch chủ lên không hề bị tổn thương đúng không? Chúng ta hãy nhìn rõ. Nhìn thế này. Tiếp tục, đây vẫn là động mạch chủ lên. Liên tục đến quai thì đến đây vẫn là đây là lòng thật đúng không ạ? Bởi vì nó liên tục với cả đường ra của thất trái. Thì chúng ta xuống tiếp. Xin lỗi. Thì đây là lòng thật đúng không ạ? Cái này rất là khó điều khiển. Và khi chúng ta xuống tiếp thì đây nó vẫn là lòng thật. Đó, ở đây chúng ta có thể thấy cái sự liên tục của cái lòng sáng này so với cả cái điền ra từ cái dòng máu từ thất trái đi, thì đó là lòng thật. Và đấy là cái điểm quan trọng nhất. Còn cái việc nội mạc ấy, nó có các cái điểm vôi hóa, thì nếu chúng ta quan sát được trên những cái phim không cản quang thì chúng ta có thể đánh giá được. Còn trên phim có cản quang thực sự rất khó để đánh giá những cái điểm có vôi hóa. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân cái thuốc cản quang nó cũng sáng rực lên rồi, các bạn khó nhìn được cái điểm vôi hóa lắm. Thì chúng ta hãy dựa vào cái điểm đó để quan sát. Nhưng đối với những trường hợp mà tách hành động mạch chủ phức tạp, nó có 3-4 cái lòng ở đấy, thì cái việc chúng ta phân biệt được đâu thật đâu giả rất khó. Bản thân những người can thiệp như chúng tôi cũng cảm thấy rất là khó hiểu phân biệt những việc đấy. Thì ở đây chúng ta thấy máu rất là nhiều. Đây là một ca tách hành động mạch chủ type B có biến chứng vỡ vào khoang màng phổi. Và bệnh nhân này có chỉ định làm can thiệp cấp cứu. Và đây ạ, đây là cái cơ chế để chúng ta phân biệt lòng thật, lòng giả với nhau. Vậy thì các yếu tố nguy cơ của tách hành động mạch chủ là gì? Tất cả những yếu tố nguy cơ mà chúng ta biết. Và nếu như ai tham dự cái cuộc họp với cả C8 tháng này, hôm nay ai đi C8 rồi nhỉ? Các bạn nào đi C8 hôm nay không? Nếu bạn nào đi C8 hôm nay thì có một cái cuộc họp, một cái gọi là meeting thì đúng hơn, nó rất quan trọng về bệnh lý của động mạch chủ.
chúng tôi đang định xây dựng một cái quy trình để làm chẩn đoán cái bệnh lý động mạch chủ này. Tại sao lại bị như vậy? Tại sao cũng có người tăng huyết áp mà không bị, và tại sao huyết áp có người không cao lắm thì lại bị tắc nghẽn động mạch chủ? Vậy thì yếu tố nguy cơ ở đây là gì? Đầu tiên phải là tăng huyết áp, nhưng phải là tăng huyết áp không kiểm soát. Đối với những người tăng huyết áp không kiểm soát thì nguy cơ nó bị bệnh lý động mạch chủ này tăng gấp 4 đến 5 lần so với người kiểm soát tốt. Thứ hai là bệnh nhân bị hội chứng mắc phăng hoặc là hội chứng Ehlers-Danlos. Đây là một trong những hội chứng làm cho cái tổ chức elastin và collagen cực kỳ mỏng mảnh và yếu, làm cho nguy cơ bị tách các cái lớp nội mạc và cái lớp áo giữa ra rất nhiều, gây ra cái bệnh lý tăng tách thành động mạch chủ, có thể hẹp eo động mạch chủ hoặc là van động mạch chủ hai lá van. Bệnh nhân có thai cũng là một yếu tố nguy cơ, hoặc bệnh nhân có chấn thương đụng dập vào thành ngực, đụng dập vào thành động mạch chủ cũng có thể. Và tổn thương nữa là có thể do nứt loét các cái mảng xơ vữa, khiến cho dòng máu nó liên tục nó xối vào cái khoảng nứt loét đó và gây ra tách thành động mạch chủ. Theo phân độ, người ta phân loại tách thành động mạch chủ ra thành mấy loại? Tùy theo bảng phân loại. Đây là bảng phân loại của hai nhà gọi là phẫu thuật viên. Debicki là một trong những phẫu thuật viên tim mạch đầu tiên phẫu thuật về bệnh lý động mạch chủ. Thì Debicki phân ra thành ba loại. Tim một đó là khi có lóc từ trên xuống dưới luôn, tức là suốt dọc này xuống đến tận ngã ba thủ chậu rồi xuống tuốt tuột cả động mạch chậu trước cái thứ, thì người ta gọi là tim một, Debicki một. Còn tim hai đó là chỉ tách đoạn động mạch chủ lên thôi, đấy ạ. Tim ba thì có tim ba A, đó là chỉ tách đoạn động mạch chủ xuống, và tim ba B là tách từ chủ xuống cho đến tận chậu. Thì đây là phân loại của Debicki. Thì Debicki này là một phẫu thuật viên và người ta phân loại như vậy. Nhưng sau đó thì Stanford dựa theo cái phương án xử trí, và cho đến bây giờ người ta sử dụng cái phương phân loại Stanford rất là nhiều, bởi vì đối với xử trí của tip 1 và tip 2 gần như là tương đương nhau, và tip 3 với tip 3B cũng gần như tương đương nhau. Do đó người ta góp cái tip 1 và tip 2 của Debicki thành Stanford A, có nghĩa là tổn thương xuất phát từ động mạch chủ lên và nó có thể lan đến bất kỳ đâu thì nó vẫn là Stanford A thôi. Thứ hai là Stanford B, tổn thương bắt đầu có thể xuất phát từ sau động mạch dưới đòn bên trái và nó có thể lan khu trú động mạch chủ xuống hoặc là liên tù tì xuống tận dưới chậu. Thì phương án xử trí của hai cái tổn thương đấy là như nhau, và bây giờ hiện tại ở đây chúng ta đang sử dụng phân loại theo Stanford, đúng không ạ? Các bạn có biết việc đấy không? Tôi nghĩ là mọi người đều biết việc đó, bởi vì nó là một cái quá đơn giản. Và đây là một cái thống kê lại cho chúng ta thấy là vậy thì tách thành động mạch chủ thì nguy hiểm như vậy, nguy cơ vỡ thì như vậy. Và khi mà chúng ta tiếp nhận được bệnh nhân đó, chúng ta phải hết sức là khẩn trương. Thì chúng ta thấy rằng đây là một nghiên cứu kinh điển về cái bệnh lý tách thành động mạch chủ, khi mà Việt Nam chúng ta còn say no, không phẫu thuật, không gì cả, hoặc là không làm được gì cả. Đối với cả khoảng 550 bệnh nhân nhập viện cho tách thành động mạch chủ tiếp A thì có khoảng 32,5% bệnh nhân là tử vong trong viện và tử vong luôn. Và cái yếu tố nguy cơ là gì? Là trên 70 tuổi, cái đau dữ dội, và khi vào có thể có tụt áp, có sốc, hoặc có ngừng tuần hoàn, hoặc là có ép tim cấp. Thì đó là những yếu tố nguy cơ gây tử vong cho bệnh nhân. Bệnh nhân có suy thận, có trụy mạch, hoặc là có các rối loạn trên điện tâm đồ thì có thể là có các cái tổn thương về mạch vành kèm theo tổn thương động mạch chủ. Thì tôi nói luôn là một bệnh lý đã vô cùng nguy hiểm rồi, vừa mạch vành lại vừa mạch chủ, thì cái tỷ lệ tử vong nó còn cao gấp bội so với cả trường hợp chỉ bị những cái bệnh lơ lẻ. Với lâm sàng chúng ta hay gặp ở những bệnh nhân này là gì? Thì cái lâm sàng chúng ta hay gặp nhất đó là bệnh nhân có triệu chứng đau ngực. Đau ngực thì có mỗi người đau một kiểu, chứ không phải là ai cũng đau như ai đâu ạ. Về kinh điển là chúng ta sẽ đau như thế nào ạ? Đau dữ dội ở ngực, lan lên cổ, lan ra sau lưng, vân vân và vân vân. Đấy là một cách kinh điển thôi, nhưng thực tế trên lâm sàng thì không phải như vậy. Diễn biến có thể đột ngột, có thể đau dữ dội, hoặc đau như xé. Đau như xé dọc cái này nữa chỉ có 50% thôi. Cứ hai ông thì chỉ một ông bị thế thôi, còn ông còn lại không bị đâu. Thì các bạn cứ yên tâm là nếu chúng ta phát hiện được cái triệu chứng như vậy thì đó là những triệu chứng khá đặc hiệu. Bệnh nhân có thể ngất do đau quá ngất, như trong phim sợ quá ngất, đúng không ạ?
Rồi các cái triệu chứng thần kinh, có thể bệnh nhân khi mà lóc vào các cái động mạch nuôi cho cái dây sống ấy, thì bệnh nhân có thể liệt, có thể rối loạn cảm giác về chân, tay. Cái số lượng bệnh nhân xuất hiện suy tim cấp thì khoảng 7% thôi, rất hiếm. Và nhồi máu cơ tim thì đi kèm rất ít. Chúng ta có thể cách đây khoảng 1 năm, nếu ai làm ở bệnh viện Sanh Pôn thì cũng đã biết là các bạn có gửi lên đây một cái ca. Khi mà chúng ta chụp mạch vành lên thì chúng ta không thấy động mạch vành phải đâu cả. Nhưng khi chúng tôi về đây chúng tôi khảo sát lại thì hóa ra là bệnh nhân này tách thành động mạch chủ tip A, ép luôn cái động mạch vành lại. Do đó chúng ta khi chụp lên, các bạn sợ quá, chụp lên không thấy động mạch vành phải và hình như là có bất thường gì đó. Và chúng ta quên bén mất là bệnh nhân này còn có thể đau ngực do lý do khác nữa, chứ không nhất thiết là chỉ là nhồi máu cơ tim. Thì đây là trường hợp hiếm có, đó là tách thành động mạch chủ tip A, lóc vào động mạch vành phải, gây ra ép mất cái dòng chảy của động mạch vành phải. Tôi vẫn còn lưu lại cái hình ảnh của bệnh nhân đó, thì chắc là hôm nào sẽ chia sẻ với các bạn sau. Triệu chứng cận lâm sàng của chúng ta gặp ở những bệnh nhân này có thể là gì ạ? Có thể trụy mạch, có thể là hở van động mạch chủ, có thể rất là nhiều, có đến 2/3 trường hợp. Nếu mà tách thành động mạch chủ tip A có thể có hở van động mạch chủ. Có các cái tổn thương thần kinh, có thể hôn mê, có thể thiếu máu tủy. Thì đây là những cái cận lâm sàng chúng ta hay gặp đối với những bệnh nhân tách thành động mạch chủ. Vậy thì các cái thăm dò để chẩn đoán tách thành động mạch chủ thì ngoài triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, thì những cái thăm dò bằng chẩn đoán hình ảnh là những tiêu chuẩn vàng để chúng ta có thể dùng được để chúng ta trong chẩn đoán bệnh nhân. Mục tiêu là gì? Để chẩn đoán xác định, để phân loại tổn thương. Quan trọng nhất là phân loại được cái tổn thương tách này là tip A hay là tip B để có thái độ xử trí phù hợp. Mặc dù cả hai đều là cấp cứu, vì chúng ta thấy rằng tip A ngoài phẫu thuật ra chúng ta không thể làm gì khác. Còn tip B, ngoài câu chuyện phẫu thuật, chúng ta hoàn toàn có thể set up vấn đề can thiệp hoặc điều trị nội khoa và xem có dịch màng ngoài tim hay không. Có dịch màng ngoài tim là một dấu hiệu của vỡ đến nơi rồi. Chúng ta, nếu chúng ta quét lên siêu âm có dịch màng ngoài tim rồi, anh em ơi, là dô ta dô hò chuẩn bị để đi mổ. Và các cái phương pháp thăm dò của chúng ta là gì? Đó là siêu âm tim qua thành ngực, siêu âm tim qua thực quản, là CT, là MRI hay là chụp động mạch chủ. Thì cái chụp động mạch chủ thì cũng ít thôi. Khi mà chúng ta set up vấn đề can thiệp, chúng ta sẽ chủ động mạch chủ. Còn phần lớn chúng ta sử dụng một số các cái phương pháp ở trên này, chúng ta đã được có được cái chẩn đoán thăm dò để chẩn đoán phân biệt rồi. Thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân tách thành động mạch chủ thì những yêu cầu bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu được trong cái phần thăm dò này, chúng ta phải tìm được cái gì ạ? Tìm được cái lớp nội mạc nó bị rách. Ví dụ trên siêu âm tách thành động mạch chủ tip A, chúng ta phải tìm được cái gì ạ? Nó có lật phật hay không? Ở đây có ai làm siêu âm không ạ? Ai làm siêu âm? Không ai làm siêu âm luôn. Thế các bạn làm gì ạ? Thì tôi hiểu với một bạn thôi đúng không? Thì tất cả một lớp không ai làm siêu âm, tôi thấy vô lý quá. Tôi mới hỏi là siêu âm nhé, tôi chưa hỏi là siêu âm gì nhé. Đúng không? Thì các bạn cũng phải, với tôi như dự lớp trao bằng cho vài bạn siêu âm ở đây rồi, các bạn phải trung thực với bản thân. Thứ hai thì chúng ta phải phân biệt được đâu là lòng thật, đâu là lòng giả. Nếu mà chúng ta đủ giỏi, đúng không? Cái đó rất quan trọng. Và thứ hai, ba là chúng ta xem là có dịch bằng ngoài tim hay không, cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta có xem là có chảy máu vào màng phổi hay không, cũng rất quan trọng. Và nếu đối với những trường hợp mà bệnh nhân thì tụ máu trong thành, chúng ta có thể xem là cái độ dày của cái tụ máu đấy nó dày bao nhiêu, bởi vì cái độ dày nó có ý nghĩa tiên lượng rất quan trọng đối với cả những bệnh nhân đó. Và nếu chúng ta quan sát được cái lỗ rách nữa thì càng tuyệt vời. Bởi vì cái lỗ rách ấy, chúng ta quan sát được lỗ rách nó sẽ định hướng cho ai ạ? Hướng cho phẫu thuật viên. Cái can thiệp của người ta sẽ thay cái quai thôi, hay là thay toàn bộ đoạn lên, hay là thay cả quai đến lên, vân vân. Nói chung là vai trò của siêu âm sẽ vô cùng quan trọng và sẽ định hướng cho những cái phẫu thuật viên sau này. Tuy nhiên, và đây là cái giá trị của các cái thăm dò trên siêu âm, trên CT và trên MRI, chúng ta thấy là MRI có cái giá trị vô cùng quan trọng. Và đối với tip A hay tip B thì MRI và CT nó có vai trò cao hơn siêu âm tim, kể cả là siêu âm tim qua thực quản. Nhưng để chẩn đoán chúng ta có thể dùng siêu âm tim qua thực quản. Bởi vì sao? Đối với bệnh nhân ví dụ nằm tại chỗ hôn mê, chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta đưa bệnh nhân đi ra đi vào để chụp CT, ví dụ đi từ đây sang nhà Nhật, có khi đưa ra nửa đường là toi rồi. Thì cái việc chẩn đoán cho bệnh nhân đó tamponade tại sao lại bị như vậy, tại sao lại bị syncope vân vân, thì chúng ta có thể sử dụng cái đồ siêu âm tim qua thực quản để chẩn đoán xem là bệnh nhân này có tách thành động mạch chủ hay không. Thì đấy, để các bạn biết rằng chúng ta đừng có loại trừ
cái thăm dò đấy ra. Đấy là một thăm dò rất tốt nếu chúng ta có thể làm tại giường cho bệnh nhân. Và đây là cái hình ảnh tách động mạch chủ đấy ạ. Chúng ta thấy đây là cái lòng giả, nó bám vào cái lòng thật. Đây là lòng thật rất là nhỏ. Đây ạ. Trên này chúng ta thấy đây là lòng giả. Lòng thật đây ạ. Tất nhiên là tôi có cách để phân biệt, còn đây là hình ảnh đại diện để các bạn nhìn để các bạn thấy thôi. Các bạn thấy là thế này này, cái hình ảnh này ấy, các bạn nhìn thấy có đẹp không? Có đẹp không? Có thích không? Thích quá thì chứ còn gì nữa. Ai nhìn cái phim này chả thích dơ cái phim 3D này xem cho nó đẹp, nó có màu mà, đúng không? Thế nhưng bản thân cái giá trị của phim này ấy, đối với chúng tôi nó không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ phần chẩn đoán là đây là tách thành nội chủ thôi. Chứ còn để làm gì, để can thiệp hay để mổ hay là để mổ như thế nào nữa thì người ta sẽ không sử dụng cái này mà người ta sử dụng cái này ạ. Người ta sẽ sử dụng cái phim, cái đĩa để người ta đọc xem là ồ, đây là lòng giả rồi, đây là lòng thật rồi, vậy thì đây là đoạn động mạch chủ lên đúng không ạ? Thì đây là tách thành động mạch chủ tip A rồi. Vết tách ở đâu chúng ta dò xem vết tách ở đâu và chúng ta xem là có phải thay từ đoạn này trở lên hay không. Và trên dưới này chúng ta cũng đánh giá xem là lòng thật ở đây nó có bị ép nhỏ đi hay không. Và xem là cái entry tear hoặc là re-entry tear nó ở đâu. Đây ạ, đây chúng ta nhìn thấy tổn thương đoạn quai. Tôi không nghĩ là các bạn có thể nhìn rõ được đoạn này. Có nhìn rõ không? Thế trắng phếu hết rồi. Ồ, làm ăn dở hơi đấy nhỉ? Ừ. Không sao. Thế thì chúng ta biết là rất tiếc là cái này nó không nét được như chúng ta mong muốn. Nhưng mà trên này nếu các bạn muốn lên đây nhìn thì tôi cũng không từ chối đâu. Bởi vì trên này rất là nét, tôi nhìn rất rõ. Hả? Tôi đâu có nói là cùng một bệnh nhân đâu. Bởi vì một bạn thì một cái khoang màng phổi thì trắng không, một khoang màng phổi che chét thế này thì các bạn phải thấy là chắc chắn đây là hai bệnh nhân khác nhau rồi, đúng không? Đây là những hình ảnh mang tính chất minh họa mà chúng ta thấy. Rất tiếc là các bạn không nhìn rõ được cái đĩa hôm trước. Và đây là vai trò của siêu âm. Trên siêu âm và trên MRI chúng ta thấy là trên MRI đây ạ, thì chúng ta có thể đánh giá được xem là cái lớp nội mạc đây là như thế này. Và trên MRI chúng ta đánh giá được đây là lòng thật, đây là lòng giả, huyết khối hoàn toàn. Chúng ta thậm chí đánh giá được cái vết rách nó ở đâu. Và trên siêu âm tim thì đối với động mạch chủ tiếp A, trên siêu âm tim chúng ta